Đây có lẽ là cú lừa đau nhất khi mình sang Trung Quốc. Câu chuyện bắt đầu vào ngày thứ hai khi mà mình sang đây, vì lý do nhập cảnh mất tận 7 tiếng chờ đợi nên lịch trình hầu như là bị thay đổi hoàn toàn. Sáng ngày thứ hai, đoàn mình được đi Thái Bình Hồ để tham quan. Phải công nhận là cái công viên ở đây nó to rộng thực sự. Nếu mà đi bộ thì chắc cả ngày không tham quan hết, nhưng quả thật không sai mọi người ạ. Trung Quốc họ có đế chế riêng, mình muốn thuê một chiếc xe điện để đi tham quan cho nó tiện, nhưng mà không thể được. Khách du lịch sang đây dù có nhiều tiền mặt đến mấy mà không có tài khoản thanh toán WeChat Pay thì cũng không thể sử dụng được bất kỳ một cái dịch vụ quét mã nào của họ. Hướng dẫn viên thì cực kỳ là khó tính, hầu như là họ chẳng muốn giúp đỡ khách thanh toán hộ. Họ cảm thấy việc đó là cực kỳ phiền phức. Dù là như vậy nhưng mà mình vẫn cảm thấy cảnh ở đây tuyệt vời, không có chỗ chê luôn. Tối hôm đó thì mình có một cái bữa tự do và được hướng dẫn viên gợi ý là ăn lẩu chung tại cái nhà hàng ở trung tâm, và đúng là cú lừa bắt đầu từ đây. Nhà hàng này thì có một cái đoàn múa dân tộc người Lô Lô, bên này có cái tục lệ múa hát mời khách và uống bia. Nó sẽ truyền từ cái ấm trên xuống ấm dưới, uống hết một chai là thể hiện sự vui vẻ và hiếu khách. Nhưng mà không ạ, mọi người để ý cái ông béo kia kìa, bản thân mình là một người không uống được nhiều, thế mà hết rồi nhưng hắn vẫn lừa mình rót thêm nửa chai nữa. Đến khi mình phát hiện ra thì đúng là quá muộn rồi. Mình tưởng là ở mỗi Việt Nam có tộc lừa kinh, ai dè sang đây vẫn biết tộc ở bên Trung Quốc lừa. Thế là cả tối hôm đấy mình say nằm ngủ không đi được đâu chơi, nghĩ đến bây giờ vẫn cay mọi người ạ. Hành trình mua ô tô màu hồng nam tính của mình sẽ như thế nào? Hồng này là hồng cánh sen. Với người cực kỳ là thích màu hồng như mình thì chiếc xe ô tô đầu tiên mình mua chắc chắn là phải màu hồng rồi. Ban đầu thì mình cứ tưởng màu sẽ như thế này hoặc ít nhất là màu này, nhưng mà không ạ, đời nó không như mơ, lại là màu này ạ. Thì là mua ô tô cũ nên mình cũng không có sự lựa chọn nhiều, nhưng mà cứ có tí màu hồng là được lắm rồi. Và với một người chẳng biết gì về ô tô như mình thì để yên tâm xe sử dụng lâu dài thì cứ qua ô tô chữ tín này check để yên tâm, không gặp máy móc, không đụng ngập nước là có thể mua rồi. Nhiều người thì chắc chắn sẽ chê mình là ngu mới đi mua xe Trung Quốc. Thực ra là cũng chẳng biết giải thích mọi người như thế nào, trong khi 90% đồ điện trong gia đình của mình đều là hàng Trung. Mua được chiếc xe là mơ ước của rất nhiều người, trong đó có cả mình. Tuy nó không quá sang trọng nhưng mà cứ che mưa che nắng cho gia đình ngày mưa gió là tốt lắm rồi ý. Hôm đi bấm biển thì có hơi đen anh em ạ, biển số thì không được đẹp lắm, toàn số chẵn, nhưng mà sắp xếp thì chưa được hợp lý nên lúc về mình có đánh một con LO để giải đen thì đây ạ, đỏ như son luôn. Lần đầu tiên mua xe nên là bố mình cũng chả yên tâm đâu, bắt xe từ tận quê lên để xem mình mua bán ra làm sao. Với cái kinh nghiệm gần 30 năm lái xe công nông thì bố mình tự tin lắm. Lái mới nên là ngồi lên xe bố mình chỉ đủ điều, cua rẽ rồi thì xi nhan thì bấm có ít thôi. Hôm nay thì mình có qua Honda An Khánh để bảo dưỡng cái xe. Thì xe MG tàu này thì chung bảo dưỡng với Honda nên là qua đây làm dịch vụ. Tao nói cái chỗ Honda này nó phục vụ nhiệt tình vãi cả nhái, cà phê sinh tố uống phờ gì. Lúc xe sửa chữa còn được ra ngó nghiêng xem là làm ăn như thế nào, nói chung là quá ưng luôn. Bảo dưỡng xong thì mình có phi qua cái chỗ cơ sở cũ của thằng em trai mình mới bị đuổi việc để làm cái nội thất cũng như là rửa khoang máy. Tao nói bóc hết xe ra rồi thì làm sạch cũng mất khá khá luôn ấy. Kể ra mà mua xe mới thì cũng không phải vậy đâu, nhưng mà nghĩ lại đầu tiên có nghĩa là tiền đâu đấy, tiền đâu ra để mua xe mới thì không ai trả lời. Thế nên là thôi chấp nhận thực tại. Dọn dẹp xong đẹp đẽ là về quê luôn. Trên đường về thì bố mình có canh mình từng ly từng tí một. Lái xe về mà cứ như là thời chiến tranh, căng thẳng vãi. Về đến nhà xe to mà ngõ nhỏ thì đúng là kiếp nạn luôn, thế luôn là quẹt hai phát móp cả đầu và thân xe luôn, đúng là lái non có khác. Nên là mình có bị bố đập cho một phát. Ôi giời, đi kiểu gì này, sức hết rồi này, đau vãi. Sức mạnh của đồng tiền nó khiến cho việc đổ rác cũng dễ dàng hơn, thậm chí là không cần thay túi rác, nó tự làm luôn cho các bạn. Lần trước sơn nhà xong thì mình có dư cái thùng nên tận dụng để làm thùng rác. Mình thấy nó vừa rẻ lại tiện, nhưng mà nhược điểm là không có nắp đậy nên chỉ cần 2 ngày quên không đổ rác là mùi sẽ khắp phòng luôn. Và chưa kể là lúc đổ hay là thay túi rác cũng rất mất vệ sinh, nên mình có quyết định thay một cái thùng rác mới có nắp đậy để có thể ngăn mùi. Ngoài ra thì nó còn là một chiếc thùng rác khá là thông minh, tên của nó là Fico U01. Ở trên này nó có một cái mắt cảm biến, khi mà mình đưa rác tới gần thì nắp sẽ tự động mở ra, rất tiện lợi cho việc nấu ăn hay là rửa bát khi tay đang bẩn. Không tiện tay thì chỉ cần đưa tới gần là có thể dễ dàng đổ rác. Vậy thì rất tiện cho các gia đình có con nhỏ, dễ dàng trong lúc mà thay tã cho con, hay là có thể dùng để trong nhà vệ sinh cũng rất là tiện lợi. Ngoài ra nó còn có thể tự đóng túi rác chỉ với một lần bấm. Nó hàn miệng túi bằng nhiệt rất kín nên sẽ không gây ra mùi hôi. Nó còn thông minh tới mức tự thay túi rác cho những lần dùng tiếp theo, mà giá của túi rác chỉ khoảng hơn 50k. Tuy có nhỉnh hơn cái túi rác thông thường một chút, nhưng mà một tháng mới phải thay một lần. Nói chung thì đây là một sản phẩm thùng rác thông minh khá là cần thiết cho các gia đình, đặc biệt là gia đình có con nhỏ. Nếu cần thì bạn có thể tham khảo trong giỏ hàng nhá. Thịt đông đá cứng như thế này mà vẫn xay được như luôn này. Mỗi lần từ quê lên là mẹ mình mang cho mình rất là nhiều đồ. Mẹ nói là ở Hà Nội toàn thịt không đảm bảo nên ăn ở quê thì sẽ an toàn hơn. Mình thì cứ để đông đá rồi ăn dần, nhưng mà ngại nhất cái khoản giã đông thịt để nấu ăn, nó khá là lâu. Thế nên là thịt đông đá mình cứ bỏ hết vào máy xay, có cứng đến đâu thì cũng chỉ vài giây thôi là xay như luôn. Cái máy xay của mình thì dùng khá là tốt nhá, thịt đông hay là kể cả lá đá viên cũng xay được luôn. Chứ chưa nói gì đến việc thịt mềm thì chắc là chỉ vài giây thôi là nhuyễn mịn nhá. Như thế này thì làm chả giò hay là pate là hết ý rồi. Cái cối này thì được làm bằng thủy tinh, khá là chắc chắn. Lưỡi dao thì bản to, so le với nhau và khá là khít. Như vậy thì sẽ xay được nhuyễn hơn. Ở dưới thì còn có đế cao su để chống trơn trượt. Công suất thì tới tận 500W nên đúng kiểu là 8 giây là xay được cả thế giới. Hoa quả hay là thịt đông đá cũng là chuyện bình thường luôn. Ngoài ra thì còn có kèm dụng cụ đánh bông trứng, rồi thì máy bóc tỏi nữa.
Nhìn chung thì được khoảng 80% thôi, như vậy là cũng quá ok rồi. Ở trên này thì có hai nút nhanh chậm tùy ý, còn có cả chế độ an toàn, nóng quá là sẽ tự ngắt. Mình thì cũng trải nghiệm khá là nhiều máy xay rồi, chế độ bảo hành 2 năm, 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày, mà giá tầm này thì mình đảm bảo là Bihomo là khỏe nhất phân khúc luôn. Bác nào mà hay nấu nướng, cần máy xay thịt hay là hoa quả sinh tố thì có thể thử nhá. Trong ví của người này, liệu có thể mua một chiếc tai nghe ngon và chính hãng? Mình đã tìm kiếm rất là nhiều trên các cửa hàng, thực sự là có rất nhiều lựa chọn trong tầm giá, nhưng đa số thì đều là hàng không thương hiệu. Cho đến khi mình thấy được sản phẩm này, gần 5.000 lượt bán mà toàn là đánh giá 5 sao, nên mình sẽ mua về trải nghiệm. Đây là Edifier X2S với thiết kế rất nhỏ gọn, bản lề thì chắc chắn, housing thiết kế công thái học nên tạo cảm giác rất là dễ chịu khi đeo. Kết nối Bluetooth 5.3, có kèm app kết nối riêng để điều chỉnh thông số, cùng với khả năng tìm kiếm tai nghe nếu có lỡ quên. Chất âm em này thì khá là khỏe, to, rõ ràng, đặc biệt là bass siêu trầm luôn. Nghe nhạc hay là chơi game rất là đã, đặc biệt khi kết hợp với đốc sạc có thể sử dụng lâu dài lên tới 26 tiếng. Độ trễ chơi game ở mức 60 ms nên sẽ nâng cao trải nghiệm game tốt hơn. Ngoài ra còn chống nước và bụi bẩn đạt chuẩn IP54 khá là tốt nhá. Và nếu bạn đang cần một sản phẩm tai nghe tốt chính hãng mà giá lại rẻ thì tham khảo ngay nhá. Đặc biệt là ngày 11 tháng 11 giá ưu đãi chỉ còn 339k, và đừng quên là nhập mã của mình ở bình luận để nhận 65k nhá. Tóc của mình đã bị rụng rất nhiều và gần như là không có dấu hiệu giảm bớt. Và đây là clip cảnh báo cho những ai có thói quen hay nhuộm tóc thì dừng lại ngay nhá. Ai cũng biết mình là người rất là thích nhuộm tóc, đó cũng chính là lý do khiến tóc của mình càng ngày càng yếu và hay gãy rụng. Mình cũng đi bác sĩ khám và ra tiệm thuốc tìm hiểu thì dược sĩ có khuyên là nên đổi dầu gội có chứa biotin, đặc biệt là nếu bổ sung được biotin collagen từ bên trong thì là tốt nhất, và cũng được khuyên là có thể sử dụng sản phẩm này. Mình có lên mạng tìm hiểu thì thấy mọi người feedback và lượt mua cũng khá là tốt nhá, nên có mua và sử dụng đến tận giờ luôn. Mình có cảm thấy tóc chắc và khỏe hơn rất là nhiều. Đây là viên uống biotin DHC, mỗi viên này thì chứa 500 microgram biotin, nó có tác dụng thúc đẩy tóc mọc nhanh này và hỗ trợ ngăn ngừa rụng tóc kể từ lúc mình đổi dầu gội. Và đặc biệt là uống cái này thì thực sự là tóc hay là da và kể cả là móng tay của mình cũng chắc khỏe hơn. Bạn nào mà đang stress vì tình trạng tóc gãy rụng thì có thể thử nhá. Hôm nay sẽ tiếp tục là series cải tạo lại nhà của mình. Ngày hôm trước thì mẹ mình có lên chơi, chê cái cửa nhà mình quá là bừa bộn, nên ngày hôm nay cùng mình cải tạo lại cái chỗ để giày dép nhá. Mình cũng đã có một chiếc tủ để giày rồi, nhưng mà không gian thì chưa đủ để có thể tải hết những đôi giày trong nhà. Mà vô tình thì mình có xem được cái clip này ở trên Shopee, thấy kệ giày quá là ok luôn, nên mình đặt về trải nghiệm. Ở chung cư nhà mình thì giày dép không được để ở bên ngoài mà phải có giá treo, thì sản phẩm này đúng quá hợp luôn. Phần mặt tường này thì làm bằng đá hoa nên là chỉ cần dán keo gắn lên tường là có thể chắc chắn luôn. Giờ mua hàng online thì phải xem review trước, chứ không mua nhiều sản phẩm về không dùng được ấy. Mà đúng lúc là sàn S có thêm cái tính năng Shopee video. Đây này, vào đây xem những cái video review, nhiều lúc mê không thoát ra được ấy. Đặc biệt là nó đang có chương trình review sản phẩm trên Shopee mà chúng MacBook Air siêu hot luôn. Chỉ cần đăng video trên Shopee video và kèm hai hashtag double cùng Shopee video và review on Shopee video là có cơ hội trúng MacBook Air nhá. Còn nữa, chủ nhật mà xem video còn có cơ hội trúng 1 triệu Shopee xu và rất nhiều voucher giảm đến 60k. Mình thì cũng là reviewer nên tạo tài khoản và đăng clip đều đều trên này. Hy vọng là cũng sẽ trúng giải. Mà bạn nào mà muốn xem những clip của mình thì cứ tiến dùng thật mà tìm kiếm nhá. Cảm ơn mọi người. Đợi vô cùng, sau khi video nhá. Mình đã từng bị mụn khá là nhiều do da dầu này, mà lại còn hay lười skin care nữa nên da bị bít tắc rồi thì lên mụn nhiều lắm. Hệ người lười thì chỉ muốn rửa mặt bằng nước thường thôi, nhưng mà nghĩ đến da hồi trước bị mụn là sợ, giờ mình siêng lắm. Lúc đấy thì chả ai biết chăm sóc da mụn như thế nào cho tốt, nên mình ra siêu thị tìm đại một cái sản phẩm rửa mặt dành cho nam có chứa thành phần trị mụn. Lúc đó thì Oxy rất là nổi tiếng rồi nên đánh liều sử dụng, mà trộm vía dùng lại hợp nhá. Do da dầu nhiều mụn nên mình chọn kem rửa mặt Total Anti Acne. Sau một thời gian dùng thì mình thấy đỡ mụn hẳn, mà mình thấy nhiều người bảo là dùng Oxy gây khô da rồi thì lên mụn nhiều, nhưng mà mình dùng rất là lâu rồi mà không bị tình trạng như vậy. Đặc biệt là sản phẩm hiện nay còn được cải tiến công nghệ Hyratech cấp ẩm gấp 2 lần nên khô da thì chắc chắn là không bị rồi. Ai mà đã từng vật vã vì bị mụn thì chắc chắn là biết các hoạt chất như là trà xanh này, tinh dầu tràm trà này, AHA này thì trị mụn rất là hiệu quả. Vậy nên dùng Oxy thì giảm mụn cứ gọi là miễn bàn luôn. Không chỉ vậy, Oxy còn được chứng nhận kiểm nghiệm da liễu nên mình cũng rất là yên tâm khi dùng thời gian qua. Nói chung ai mà từng bị mụn như mình thì nên thử em Oxy Total Anti Acne này, còn các loại da khác thì cũng không nên bỏ qua, vì Oxy còn có rất nhiều các dòng sản phẩm khác nhau phù hợp với các loại da, mà giá thì cực kỳ là học sinh sinh viên, nên mình nghĩ bất kỳ ai cũng có thể mua trải nghiệm. Như mình này, da khỏe và ẩm hơn trước rất là nhiều, mọi người có thể dùng thử nhá. Nhờ người yêu lau cam và vô tình bắt gặp hình ảnh kỳ lạ. Ok ok. Mùa sinh ấy. Rồi được rồi được rồi. Không không không, không gì đâu, xinh lắm nhá. Xinh xinh. Theo bạn thì nỗi ám ảnh nhất sau mỗi cuộc yêu là gì? Thì nhớt nhát, nặng mùi, khó chịu. Lúc đó bạn sẽ xử lý như nào? Thì xách quần đi về luôn thôi. Rồi sau đó thì sao? Sau đó chia tay.
Thay vì phải xách quần đi về hay là bị người yêu chia tay thì các bạn nam nên vệ sinh cơ thể mình sạch sẽ hơn. Đặc biệt là cậu nhỏ thì nên làm sạch bằng bột vệ sinh dành cho nam giới là tốt nhất. Recommend cho mọi người một mùi hương của Elem mà mình cực kỳ thích. Nó thơm tựa hương nước hoa Lilabo, rất cuốn hút nhá. Tạo bọt, khử khuẩn và làm sạch cậu em rất dễ dàng. Cùng với đó là kết hợp với việc dưỡng ẩm và mùi hương thì tinh tế, thanh lịch, quý phái như thế này thì chắc chắn cuộc yêu của các cặp đôi sẽ thăng hoa hơn rất nhiều. Đặc biệt là đánh giá thì toàn full 5 sao mà giá khi mua combo thì chưa đến 100k. Và nếu bạn đang tự ti về mùi trên cơ thể thì bấm ngay vào giỏ hàng để trải nghiệm nhé.